Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án hay đó trên kênh của mình thì muốn chút thời gian cho mình một like nó đăng ký kênh đồng hồ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Enos ăn chia 100.000 đô token đến từ Taro Vesser mọi người nhé. Để tham gia dự án Enos này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io này. Dự án này không có red mọi người nhé. Ok, bây giờ các bạn follow kênh Twitter nhiệm vụ đầu tiên. Bấm vào đây và follow Twitter này. Vào đây bấm theo dõi, sau đó kéo xuống bài đăng, mọi người sẽ like và retweet lại bài đăng này. Ok, tiếp tục các bạn quay trở lại Eros cho mình, tích vào con tin. Rồi bây giờ các bạn giao vào các kênh Telegram cho mình. Vào đây bấm tham gia kênh này, sau đó chat cho mình từ đấy nhé. Rồi sau đó quay trở lại đó, tiếp tục tích vào con tin, tiếp tục ra vào kênh Chen New. Tiếp tục bấm tham gia kênh cho mình. Ok, quay trở lại cho mình, bấm vào con tin, giao vào kênh Discord, bấm chấp nhận lời mời. Ok, ở đây chat cho mình từ nhé. Rồi sau đó kéo xong phải kiểm tra xem các bạn đã vào cho ở đây rồi đấy mọi nhé. Rootler, quay trở lại Eros, tích vào con tin. Tiếp tục visit kênh YouTube. Ở đây mọi người chỉ cần xem thôi nhé, hoặc là bấm theo dõi cũng được này. Bấm đăng ký kênh luôn đi. Sau đó quay trở lại Eros trên biểu mẫu glam.io. Giao vào các kênh Telegram ở đây, visit kênh Instagram này. Sau đó quay trở lại luôn. Ok, giao vào các kênh Telegram cho mình này. Bấm tham gia kênh, sau đó quay trở lại, tiếp tục tích vào con tin, tiếp tục join vào kênh Telegram nữa. Khá là nhiều kênh Telegram cần phải join rồi nhé. Bấm tham gia kênh này, mạng mình nó hơi kém nhé, sorry mọi người nhé. Tiếp tục quay trở lại đó, tích vào con tin, follow kênh Twitter này nữa này. Bấm theo dõi, ok. Rồi like và retweet là bài đăng rồi luôn. Ok, sau đó quay trở lại, tích vào con tin, retweet là bài đăng nhiệm vụ cho cùng này. Các bạn retweet vào đây bài đăng này, retweet nhé. Sau đó quay trở lại, tích vào con tin luôn cho mình. Tiếp tục giao vào kênh Discord này, ở đây có một kênh Discord mọi người giao vào luôn. Bấm chấp nhận lời mời. Ok, vẫy tay chào này, kéo xong phải này. Đã xong đúng không? Quay trở lại Eros, tích vào con tin. Rồi, địa chỉ ví thì mọi người sẽ dùng địa chỉ ví mạng lưới BSC ở trên ví Truth Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Ở đây thì mình sẽ dùng địa chỉ ví MetaMask. Anh em thì tùy thuộc vào anh em thích địa chỉ ví nào anh em có thể dùng nhé. Rồi vào đây mình sao chép địa chỉ ví MetaMask này, sau đó gửi địa chỉ ví vào cái form này. Ok, tích vào con tin. Rồi như vậy chúng ta đã hoàn thành các nhiệm vụ mới nhé. Dự án này không có red nên anh em cố gắng tham gia dự án cho mình. Cảm ơn mọi người xem video, hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.